Trong ngày đầu xuân năm mới này thì tôi là Tuấn Hoàng, xin phép đại diện Azfin Việt Nam trình bày đến quý vị về sự tích ông 30, sự tích con hổ và những điều mà nhà đầu tư chúng ta có thể học được từ con hổ này. Giả sử như chúng ta chọn một doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng trong dài hạn của nó lên khoảng 2 chữ số, 10-15% chẳng hạn. Nếu như một doanh nghiệp tiềm vọng tăng trưởng rất là mạnh mẽ như vậy thì thông thường doanh nghiệp sẽ có sự định giá lại. Chào tất cả quý vị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình đầu xuân năm mới. Và năm nay là năm Nhâm Dần, thì khi nhắc đến con năm Nhâm Dần, chúng ta thường nghĩ đến ngay vị chúa Xuân Lâm đầy uy quyền, sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Thì Tuấn xin mạn phép kể lại câu chuyện về sự tích ông 30, sự tích con hổ một chút để quý vị có thể lắng nghe. Thì xuất phát của câu chuyện này đó là một người có sức khỏe rất là phi thường, lạ lùng. Anh ta có thể rời núi lấp biển, đội đá bẻ cây và không có ai thể bị kịp. Nói về tài phép thì ông rất thần thông biến hóa và vượt xa rất nhiều vị thần trên thiên đình. Đặc biệt là ông có hai cái vành tai rất là dài và rách. Vì lúc nhỏ là ông thường, vì cái sức khỏe của ông rất là mạnh như vậy nên ông thường đứng và cho rất nhiều bạn nhỏ cầm vào tai và xoay tròn, quay họ như trong chóng. Chính vì thế người ta quen gọi ông là ông Phạm Nhĩ. Dần dần nhờ sức mạnh rất là vượt trội như vậy nên là Phạm Nhĩ bắt đầu khinh thường đến cả thiên đình. Rồi Phạm Nhĩ lại tụ tập xung quanh mình rất là nhiều những người có tài phép, phép lạ và hay làm loạn cả một vùng. Đến một ngày thì Phạm Nhĩ thấy rằng là mình rất là mạnh rồi và đem toàn bộ đám quân đó đi đánh thiên đình. Ngọc Hoàng phái bao nhiêu quân ra cũng không chống đỡ được và cuối cùng bị thua. Ngọc Hoàng phải trốn vào trong thiên đình và nhờ cầu vận đến Phật Tổ đến giúp đỡ. Khi Phật Tổ đi đến thì Phạm Nhĩ cậy mình sức khỏe, liền tung người lên định là đánh luôn của Phật Tổ. Thì Phật Tổ có một chiếc túi phép và lập tức là thu Phạm Nhĩ vào trong cái túi lưới đó và trói chặt lại. Sau đó thì Phật Tổ giao lại cho Ngọc Hoàng và đề nghị là giữ mạng sống cho Phạm Nhĩ. Và vì vậy thì Ngọc Hoàng quyết định rằng là tước bỏ đôi cánh của Phạm Nhĩ và sau đó là cho xuống ở rừng sâu, cho tái sinh xuống rừng sâu. Và nhờ sức mạnh phi thường của mình thì Phạm Nhĩ lúc này đã trở thành hổ rồi. Thì nhanh chóng trở thành chúa Xuân Lâm và đứng đầu chúa thức ăn. Đó, thì đấy chính là câu chuyện của Phạm Nhĩ và sự tích con hổ. Thế thì chúng ta sẽ đi sang tiếp phần tiếp theo. Đó là đặc điểm của hổ săn mồi thì đặc biệt như thế nào? Rất là khác biệt với sư tử. Thì sư tử thường hay đi săn theo bầy đàn. Nhưng mà hổ ấy thì lại đi săn mồi một mình. Và chính vì vậy, kỹ năng nhanh nhẹn của nó này cùng sự vượt trội hơn rất nhiều so với sư tử. Hổ thì thường ẩn mình trên cái đồng cỏ trên thảo nguyên và nó sẽ cúi mình xuống như một chiếc lò xo đang nén lại. Nó sẵn sàng nhảy lên khi nhìn thấy bất kỳ con mồi nào bay ngang qua. Và trong tích tắc thì con hổ này có thể nhảy vọt ra từ nơi ẩn náu và dám một đòn chí mạng vào cái con mồi của mình trước khi ăn thịt. Thì trong một clip hiếm hoi mà Tuấn có được xem là lúc đó con hổ này được solo, tức là được đánh nhau một một ấy, với bốn con sư tử đực khác. Và bốn con sư tử này đều bị đánh bại. Đó, và trước khi đánh bại con thứ tư thì, tức là lúc mà sắp đánh bại xong con thứ tư rồi, thì con hổ này bị bắn một súng đạn gây mê và cuối cùng khiến nó nằm lật ra bởi vì những người quản lý. Thì nghe thông tin, tức là nghe lời đồn đó là clip đấy là của những người Anh người ta làm, bởi vì nước Anh người ta coi con sư tử chính là cái biểu tượng người ta. Thế này thành ra là họ muốn con hổ sẽ bị đánh bại bởi con sư tử. Thế thì họ mới cho là từng con sư tử đánh một, nhưng mà con nào cũng bị thua. Đến con thứ tư thì họ không chịu nữa rồi. Thế là đang đánh giữa chừng thì họ bắn luôn viên đạn vào. Thế khiến con hổ đang đánh bại con sư tử thứ tư rồi. Thì tự nhiên nó bị trúng đạn, nó làm lật ra. Đó, thì đấy là những câu chuyện mà tôi được nghe. Thế ra thấy nhận thấy rằng là con hổ con có sức mạnh rất là uy quyền, rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Cái đặc điểm con hổ nữa là gì? Đó là nó có tính, nó có thị giác rất là tốt. Nó có khả năng rình trong ban đêm nên nó có thể nhìn xuyên qua cả bóng tối. Đó, và khiến nó có thể phát hiện ra con mồi ngay cả trong khi cái bóng đêm như vậy. Còn về thính giác thì sao? Thính giác thì nó có nghe được âm thanh ở tần số từ 300 Hz cho đến 500 Hz, tức là một siêu âm tần số mà tai người không thể nghe được.
sơ qua về con hổ là như vậy. Và chúng ta sẽ điểm qua thử các bước thực hiện con hổ như thế nào. Thì bước đầu tiên đó là nó sẽ tiếp cận con mồi. Đầu tiên là dưới chân của con hổ này có một lớp đệm rất là dày và nó sẽ bước đi rất là nhẹ nhàng từng bước một để không tạo ra một tiếng động, và dần dần nó tiếp cận đám con mồi. Thế thì khi mà nó tiếp cận đến một mức đủ gần và con mồi sẽ không thể phát hiện ra được thì nó sẽ nằm im không nhúc nhích và chờ đợi. Đó, đây là bước thứ hai. Bước thứ ba của nó là nó sẽ nằm im cho đến khi con mồi tự lại gần. Chúng ta sẽ thấy rất là khác biệt với cả các loài săn mồi khác, ví dụ như là loài chó hay loài sói hay là linh cẩu thì chúng sẽ lao vào đuổi theo con mồi luôn. Nhưng mà đối với sư tử nó sẽ nằm im và chờ con mồi tự lại gần, đúng không ạ? Và khi mà con mồi nằm trong cái tầm vồ của nó, thông thường là khoảng từ 6 đến 9 mét, thì lúc này con hổ sẽ cực kỳ tập trung và sẽ chờ đợi. Và chỉ cần con mồi quay đi một cái là nó sẽ lao vồ ra và tóm gọn ngay. Con hổ sẽ có hai vũ khí chính. Một đó là móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, hai móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, và hàm răng của nó rất là sắc. Đó, và nó có một món võ thường cắn vào cổ khiến cho con mồi có thể gục ngã ngay lập tức. Đó, thì trong câu chuyện này chúng ta thấy là sự khác biệt giữa săn mồi của hổ và các loài khác như linh cẩu, như là chó hay là kể cả sư tử thôi, là nó sẽ luôn luôn nằm im chờ đợi, đúng không ạ? Và nếu như các loài khác tốn rất nhiều công sức đuổi theo con mồi và xác suất thành công chỉ là 50-50 hoặc là cao hơn một chút là 60-40 tùy theo cái tốc độ chạy của con mồi, thì cái cách săn mồi của hổ này cái xác suất thành công rất là cao. Nguyên nhân là bởi vì con mồi đã nằm trong tầm vồ của hổ, tức là khoảng 6-9 mét, tức là một cú bật nhảy nó đã bắt được rồi. Và thứ hai là nó sẽ chờ đợi một lần nữa là con mồi quay đi thì ta mất cảnh giác. Đó, nên trong khoảng thời gian rất là ngắn như thế con mồi sẽ không kịp phát hiện ra bị một con khác lao vào cắn mình. Đó, thì đấy chính là cách săn mồi của hổ. Rồi, thế thì chúng ta sẽ có bài học gì cho nhà đầu tư chuyên nghiệp từ cái phương pháp săn mồi của hổ như này? Thì chúng ta hãy nhìn qua một chút. Đó là chúng ta nhìn qua lại 4 bước của con hổ. Bước đầu tiên đó là bước về tiếp cận con mồi. Thì trong cái bước này là chúng ta, thay vì đó với nhà đầu tư chúng ta cần phải phân tích rất là kỹ về doanh nghiệp. Chúng ta hiểu về triển vọng vĩ mô của doanh nghiệp này, chúng ta hiểu về lợi thế cạnh tranh, hiểu về ban lãnh đạo và biết được định giá. Thế triển vọng vĩ mô nó là gì? Là giả sử như chúng ta chọn một doanh nghiệp mà tốc độ tăng trưởng trong dài hạn của nó lên khoảng 2 chữ số, 10-15% chẳng hạn. Nếu như một doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng rất là mạnh mẽ như vậy thì thông thường doanh nghiệp sẽ có sự định giá lại. Lấy ví dụ như thế này, một doanh nghiệp như FPT chẳng hạn, giai đoạn đầu 2019 Tuấn có mua vào, thì lúc đó là cái câu chuyện của nó vẫn là câu chuyện đang dịch chuyển dần sang chuyển đổi số. Tôi còn nhớ hôm đó Tuấn có đi họp đại hội cổ đông của FPT và anh Bình có nói rằng là chúng tôi muốn hóa rồng, chúng tôi muốn chuyển đổi từ một doanh nghiệp chỉ làm gia công phần mềm thông thường sang một doanh nghiệp làm về chuyển đổi số. Và anh có đưa ra một cái thống kê rằng là số lượng những doanh nghiệp mà tìm hiểu về chuyển đổi số đang tăng dần trong thời gian. Đó. Và rất là may mắn là đến năm 2020 khi mà cuộc Covid nó xảy ra khiến cho một loạt doanh nghiệp nhận thấy rằng là bây giờ phải là chuyển đổi số hay là chết. Đó, thành ra là cái triển vọng của ngành công nghệ nó được như kiểu được bơm doping, được bơm tính kích thích, và khiến cho cái tăng trưởng ngành nó tăng lên rất là mạnh mẽ. Và chính vì vậy, cái ngành của FPT, cái ngành của công nghệ được định giá lại rất là mạnh mẽ. Giai đoạn 2019 trở về trước thì Tuấn nhớ rằng là tăng trưởng của cái PE của FPT ấy chỉ loanh quanh khoảng 10-12 lần. Lên 12 lần mọi người bảo đắt lắm rồi, bán ra. Đúng không ạ? Trong tăng trưởng lợi nhuận hàng năm của FPT vẫn quanh khoảng 20%. Rồi, thế thì đến năm 2020 khi mà triển vọng Covid nó tốt như vậy, tức là triển vọng Covid khiến cho cái ngành nó tốt như vậy, thì định giá của FPT tự nhiên tăng từ 12 lần lên 20 lần. Đó, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy rằng triển vọng vĩ mô nó rất là quan trọng trong việc tạo ra một cái thay đổi trong định giá doanh nghiệp. Ngược lại, chúng ta sẽ nhìn thấy là một số doanh nghiệp mà có triển vọng vĩ mô nó chậm hơn. Chẳng hạn như là ngành sữa chẳng hạn, thì tăng trưởng toàn ngành bây giờ đâu đó chỉ 3-5%, thậm chí bão hòa, đúng không? Thì cái việc mà tăng trưởng
của cái ngành đấy nó rất khó để định giá lại. Đó đấy là cái chúng ta cần hiểu về triển vọng vĩ mô trước. Thứ hai là chúng ta nhìn về lợi thế cạnh tranh. Thì lợi thế cạnh tranh nó giống như là một chiếc hào mà bảo vệ chúng ta khỏi, bảo vệ doanh nghiệp khỏi những cuộc tấn công của những người mới, đúng không ạ? Thế thì một chiếc hào trong một cái tòa lâu đài đó thì nó có thể bao gồm là gì? Có thể bao gồm từ cái thương hiệu, tức là từ cái tài sản vô hình, tức là thương hiệu hoặc là một cái giấy phép nào đó. Tôi lấy ví dụ nhé, chẳng hạn một doanh nghiệp đá Hóa An chẳng hạn ở trong Bình Dương, đúng không ạ? Đồng Nai Bình Dương đấy, họ có một mỏ đá và cái giấy phép khai thác đá đó tồn tại rất dài hạn. Chính vì vậy nên thành ra là họ sẽ có lợi thế cạnh tranh, họ được bán mức giá cao hơn, đúng không ạ? Và những doanh nghiệp khác muốn tham gia vào mảng làm đá xây dựng đấy thì họ lại phải xin một giấy phép rằng là tôi có một mỏ đá nữa. Đó thì đấy là một chính lợi thế cạnh tranh về tài sản vô hình. Hai là họ có thể lợi thế cạnh tranh về chi phí sản xuất thấp theo quy mô chẳng hạn, hoặc là theo cái phạm vi hoạt động. Thì lấy ví dụ nhé, Hòa Phát là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh rất là tốt, đúng không ạ? Chi phí sản xuất của họ có thể gọi là thấp nhất thế giới. Họ có xung quanh Hòa Phát là có một cái đội ngũ, cái giá thành của công nhân nó rất là rẻ. Giá thành công nhân tại Việt Nam lúc đó chỉ 1/3 so với giá thành công nhân tại nước Trung Quốc chẳng hạn. Đấy là về lợi thế về chi phí sản xuất, đúng không ạ? Rồi một số lợi thế khác, ví dụ như là lợi thế về mạng lưới, đúng không? Tức là càng nhiều người sử dụng thì doanh nghiệp càng hiệu quả, đúng không ạ? Hay là lợi thế về ngành hiệu quả, đúng không ạ? Rồi lợi thế, nói chung có rất nhiều loại lợi thế mà chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ về doanh nghiệp đó. Rồi thứ ba nữa là chúng ta nhìn về ban lãnh đạo. Thì ban lãnh đạo nó sẽ có hai loại quý vị nhé. Một là có tâm, hai là có tầm. Ban lãnh đạo có tầm như nào? Tức là giống như bắt đầu họ chỉ làm một doanh nghiệp rất là bé thôi, doanh thu khoảng 100 tỷ. Họ bảo không, 100 tỷ vẫn còn ít lắm, tôi phải làm sao lên được 500 tỷ. Rồi, lên 500 tỷ, mọi người tưởng bắt đầu cao rồi, ông bảo không, tôi phải lên 1.000 tỷ, tới 5.000 tỷ, tới 10.000 tỷ. Hay chẳng hạn như thế giới động, khi mà doanh thu của họ lên khoảng 100.000 tỷ rồi, ông bảo không, tôi phải lên khoảng 200.000 tỷ, tức là họ sẽ tăng gấp đôi nữa. Đó, hay là Hòa Phát, ngày xưa khi mà Hòa Phát chỉ thành lập xong cái Hải Dương lò cao số 3, thì anh bảo thôi bây giờ tôi phải làm thêm Dung Quất. Mọi người bảo làm Dung Quất này thì cái quy mô của thép của Việt Nam nó chỉ như thế thôi, làm sao hơn được nữa. Anh bảo không, tôi phải làm to hơn nữa, làm hết Dung Quất 1. Anh bảo không, bây giờ tôi phải làm tiếp Dung Quất 2. Mọi người lại nghi ngờ, tại sao anh Hòa Phát lại đi làm một cái quy mô nó mở rộng mãi mãi liên tục như vậy. Đó, thì sau hết Dung Quất 2 thì bây giờ anh lại nói đến một câu chuyện nữa là tôi phải làm tiếp Dung Quất 3. Đó, thì cái tầm ban lãnh đạo thể hiện rằng là cái quy mô doanh nghiệp còn phát triển rất là mạnh mẽ. Đó, nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải để ý cái tâm của doanh nghiệp. Cái tâm ở đây là gì? Tức là những doanh nghiệp, có một số doanh nghiệp họ luôn luôn cố gắng để ăn chặn cái phần cổ đông, nhưng thay vì đó họ búc lợi nhuận cho doanh nghiệp, họ có thể trả cổ tức cho cổ đông, thì đấy là ban lãnh đạo có tâm. Nhưng có một số ban lãnh đạo của một số doanh nghiệp mà Tuấn không tiện kể tên đây, thì họ làm sao để hút máu của doanh nghiệp, chuyển được từ lợi nhuận từ doanh nghiệp về trong túi của họ. Đó, thì ban lãnh đạo đấy chúng ta cũng không nên tham gia vào. Những doanh nghiệp hoặc ban lãnh đạo như vậy không nên tham gia vào. Và cuối cùng, chúng ta phải định giá doanh nghiệp. Em nói định giá doanh nghiệp hiện tại đang rẻ hay đang đắt. Và thông thường nếu như nó còn đang đắt, chúng ta sẽ sang bước thứ hai, đó là lặng lẽ chờ đợi. Thay vì việc là chúng ta luôn luôn đi hô hào là cổ phiếu này đang đắt lắm, chúng ta cứ lặng lẽ thôi, ngồi chờ đợi, chơi một ngày mà giá cổ phiếu tự nhiên giảm xuống và sẽ có cơ hội chúng ta tham gia vào. Và đây chính là cái bước mà thể hiện sự kiên nhẫn lớn nhất của một con hổ, đúng không ạ? Nếu như là một con những con loài vật khác như kiểu chó hay linh cẩu, lập tức nó sẽ lao ra, nó đuổi theo ngay và nó sẽ tốn sức và chưa chắc đã bắt được, và chưa chắc có, nếu như một số nhà đầu tư khác thì chưa chắc đã có lãi, đúng không ạ? Thế thì đối với chúng ta, nếu chúng ta học con hổ, chúng ta sẽ phải ngồi lặng lẽ chờ đợi cho khi nào mà định giá nó về vùng giá thấp. Ở cá nhân Tuấn thì Tuấn đã có rất nhiều doanh nghiệp mà Tuấn phải chờ đợi đến 3-4 năm rồi, cho đến một ngày tự nhiên một lý do gì đó khiến cho giá cổ phiếu giảm rất là sâu. Hay chẳng hạn như đợt Covid năm 2020, tự nhiên giá cổ phiếu giảm rất là sâu. Thì đấy là một cơ hội mà chúng ta phải tham gia vào. Thì giống như cụ Warren Buffett đã từng nói rằng là khi mà giá là thứ bạn phải trả, còn giá trị là những thứ bạn nhận được, đúng không ạ? Rồi đó, thì khi mà cái giá nó giảm xuống rất là sâu như thế rồi, thì chúng ta sang bước thứ 3, bước thứ 4 của con hổ, đó là một, đó là chờ con mồi tự lại gần, đúng không ạ? Và hai, con mồi quay đi, tức nó lao vào nó vồ luôn.
Thì tương tự thế, khi mà giá cổ phiếu nó giảm xuống sâu rồi thì đúng là lúc mà chúng ta cần phải lao ra mua vào. Thế để có niềm tin để mua vào khi đó là các bạn cần phải thực hiện cái bước 1, đó là các bạn cần phải hiểu rất rõ về doanh nghiệp, các bạn hiểu hết về lãnh đạo, về lợi thế cạnh tranh. Thì đến khi mà giá cổ phiếu chỉ xuống thôi là bạn chỉ được lao vào bạn mua thôi, chứ bạn sẽ không cần phải lúc đấy phải đi tìm hiểu doanh nghiệp nữa, lúc ấy sẽ rất tốn thời gian và đôi khi nó sẽ không hiệu quả, đúng không ạ? Đó, thế thì quay lại câu chuyện rằng là khi giá cổ phiếu hấp dẫn như thế thì giống như cụ Warren Buffett nói rằng là tôi tham lam khi người khác sợ hãi và tôi sợ hãi khi người khác tham lam. Đó, và để tham lam hay sợ hãi thì nó quan trọng nhất là các bạn vẫn phải hiểu được cái doanh nghiệp đấy là gì, đằng sau cái doanh nghiệp đấy là gì. Và cụ Warren Buffett có một câu rằng là cho dù là stock hay socks, tức là nó dùng từ gọi là chơi chữ một chút đối với cả tiếng Anh, tức là cho dù là bất kể là cổ phiếu hay là đôi tất thì tôi chỉ muốn mua khi mà chúng giảm giá, nhưng mà chỉ mua những loại có chất lượng, đúng không ạ? Đó, nên thành ra chúng ta cần phải lựa chọn những doanh nghiệp có chất lượng, có hiệu quả thì chúng ta mới nên mua. Rồi, thế thì Tuấn đã vừa thay mặt ETF Việt Nam trình bày quý vị về câu chuyện của con hổ và năm Nhâm Dần, năm 2022. Chúng ta sẽ Tuấn hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái năm đầu tư rất thành công. Và lời cuối cùng, Tuấn xin chúc quý vị nhà đầu tư một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và đầu tư tấn tài tấn lộc trong năm tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.